Xin chào các em học sinh lớp 8 trường Chua Ngàn. Today we continue Unit 2, Making Arrangements. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần tiếp theo trong bài số 2 của mình, đó là Lesson 2, Part Read. Phần bài đọc page 21 and 22, trang 21 và 22 trong sách giáo khoa. Open your book, please. Các em hãy mở sách ra và chuẩn bị tất cả các đồ dùng để học tập phía trước mình nhé. Sẵn sàng chưa nào? Are you ready? Phần bài đọc hôm nay là gồm có gì nào? Look at your book and look at the picture, please. Hãy nhìn vào trong sách và các em thấy trong một sách có một cái bức tranh. Các bạn quan sát thấy there's the man, có một người đàn ông mà xung quanh có rất nhiều người bao quanh. Như vậy, người đàn ông ấy là ai? This man is great. Người đàn ông này rất tuyệt vời và vĩ đại các bạn. Các em hãy tìm hiểu người đàn ông này thông qua bài đọc ngày hôm nay nha. Read. Hôm nay nói về ai vậy? On March 3rd, 1847, Alexander Graham Bell was born in Edinburgh. He was a Scotsman, although he later immigrated first to Canada and then to the USA in 1870s. In America, he worked with deaf mutes at Boston University. Soon, Bell started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance. This led to the invention of the telephone. Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiments and finally came up with a device which they first introduced in 1876. Bell said on the telephone, "Mr. Watson, come here. I want you." This was the first telephone message. Traveling all over America, Bell demonstrated his invention to the public at countless exhibitions. And by 1877, the first telephone was in commercial use. Các em vừa nghe xong bài đọc rất rõ ràng, giáo viên đọc rất chậm. Mục đích của cô muốn cho các bạn nghe được cách phát âm và ngữ điệu của nó để chúng ta có thể luyện được cái phần kỹ năng nghe được bài của mình tốt nha. Nào, chúng ta hãy tìm hiểu cái bài đọc này. Muốn hiểu bài đọc này, chúng ta phải có hiểu được một số từ vựng trong bài đọc. Trước khi chúng ta hiểu, chúng ta hãy tìm hiểu từ vựng như sau. Nào, trong phần bài đọc này chúng ta có từ mới là gì nào? Các em hãy cùng nhau tìm hiểu nha. Nào, từ đầu tiên đó là be born, được sinh ra. Và be ở đây cô để nguyên thể cho chúng ta tùy theo chủ ngữ số ít hay số nhiều mà mình sử dụng be cho đúng. Emigrate, danh từ của nó là emigration, sự di cư. Deafen, động từ, làm cho điếc, làm cho in tai. Deaf, tính từ, điếc. Mute, nó vừa động từ, danh từ và tính từ, làm câm, người câm hoặc là câm. Deaf mute có nghĩa là người câm điếc. Experiment, nó vừa là động từ, vừa là danh từ. Transmit, truyền phát, có danh từ là transmission. Lead, động từ đưa đến, dẫn đến, hoặc có khi nó có nghĩa là chỉ huy, dẫn dắt. Assist, nó có cái từ tương đương nghĩa đó là help, danh từ của nó assistance và danh từ cũng tương đương là help, giúp đỡ, trợ giúp. Ngoài ra, từ assist nó có cái từ assistant. Các bạn lưu ý, nó có nghĩa là người phụ tá. Conduct,
là tiến hành hay là thực hiện. Come up with là tìm được, phát hiện ra. Device là thiết bị. Demonstrate là biểu diễn hay trưng bày hay triển lãm. Danh từ của nó là demonstration. Countless là vô số. Gốc của từ này là từ count, có nghĩa là đếm. Exhibit, động từ exhibition, có nghĩa là triển lãm, trưng bày. Commerce là danh từ. Commercial, nó là tính từ. Và trạng từ của nó là commercially, nó là việc buôn bán, thương mại, kinh doanh. Vậy, các em hãy nghe và đọc lại theo cô nha. Be burned, emulate, emulation, deafen, deaf, mute, deaf mute, experiment, transmit, transmission, lead, led, led, exit, assistance, assistant, conduct, come up with, devise, demonstrate, demonstration, countless, exhibit, exhibition, commerce, commercial, commercially. Các em hãy viết từ vựng này vào đầy đủ và cẩn thận. Và nhớ khi học từ, các bạn nhớ từ loại của nó luôn. Động từ hay danh từ, tính từ, trạng từ. Để nó giúp cho chúng ta làm được cái dạng vocab form. Ở lớp 8 này có rất nhiều từ khó. Các bạn lưu ý và học cẩn thận hơn nha. Nào, các bạn viết bài nha. Nào, sau khi các em đã viết các từ vựng đầy đủ vào, nhiệm vụ của các em phần đầu tiên của chúng ta đó là gì? Test 1, true or false. Hãy đọc các statement sau đây. Các em đã đọc các câu sau đây và chúng ta hãy quyết định xem nó đúng hay sai. Và đánh dấu tick vào trong cái khung của nó. Nếu như có sai thì chúng ta phải chỉnh sửa lại làm sao cho đúng. Bằng cách là các em hãy đọc các câu sau đây. Sau khi đọc xong, các em hãy đọc lại đoạn văn giới thiệu Alexander Graham Bell của mình xem coi có đúng hay không. Nào, chúng ta tìm hiểu các câu nè. A. Alexander Graham Bell was born in the USA. B. He worked with deaf mute patient in hospital in Boston. C. Thomas Watson were Bell assistant. D. Bell and Watson introduced the telephone in 1877. E. Bell experimented with ways of transmitting speech between deaf mute over a long distance. F. Bell demonstrated his invention in a lot of exhibitions. Nào, các bạn hãy tìm hiểu lại đoạn văn để chúng ta quyết định bài tập này câu nào đúng hay sai. Nếu sai, chúng ta sẽ sửa lại nha. Nào, cô cho các em thời gian để các em làm. Nào, chúng ta hãy cùng kiểm tra lại cái đáp án của mình và nhớ đọc lại các câu cẩn thận nha. Câu A của mình. B, C, D, E, F. Nào, stop the time. Chúng ta hết giờ làm. Chúng ta thường tra lại đáp án của mình nhé. Nào, look at display. A, phone. Thế thì chúng ta xem phone chỗ nào nào. Alexander Rambert was born in Edinburgh, hoặc là các em có thể dùng in Scotland. Như vậy ở trên nó dùng là in the USA. Wrong, sai phải không bạn? Như vậy chúng ta sẽ sửa lại là in Edinburgh hoặc in Scotland. B, true or false? Phone. Phone chỗ nào? He worked with deaf mute at Boston University. À, ông ấy làm việc ở trường đại học Boston. Chúng ta hãy sửa lại cái chỗ đó nha. C. True. Ông ấy là trợ lý của ông Bell. Đúng. D.
phone. Chúng ta tìm hiểu xem phone ở đâu. Bell and Watson introduced the telephone in 1876. Không phải 1877 mà năm 1876, đúng không nào? Chúng ta hãy sửa lại. E. Phone, lại phone. Thế phone chỗ nào? Bell experimented with ways of transmitting speech over a long distance. Ông ấy thí nghiệm các cách thức truyền tải lời nói ở khoảng xa như thế nào, chứ không có thử nghiệm trên những người câm điếc. Như vậy chúng ta hãy sửa lại bằng cách omit between deaf mute. Các em chỉ cần bỏ cái cụm từ này mà thôi. Câu cuối cùng nó là gì bạn? True. À, Bell demonstrated his invention in a lot of exhibitions. À, ông ta đã giới thiệu cái phát minh của mình với rất nhiều các cuộc triển lãm. Như vậy phần các bạn làm có chính xác và khớp hay không? Chúng ta cùng kiểm tra lại và sửa lại nếu như chúng ta sai. Và nhớ viết vào tập đầy đủ. Đã xong phải bài tập số 1. Test 2. Và phần bài số 2, nhiệm vụ của các em là làm gì đây? Put the event in the correct order. Ở đây có rất nhiều sự kiện, người ta đã sắp xếp xáo trộn không đúng. Như vậy các bạn hãy sắp xếp các sự kiện này lại làm sao cho đúng chính xác nha. Các sự kiện đó là gì đây? Alexander Graham Bell went to live in the United States. B. Successfully demonstrated his invention. C. Worked with Thomas Watson. D. Was born in Scotland. E. Went to live in Canada. F. Invented the telephone. G. Worked with people who could neither speak nor hear. Vậy hãy sắp xếp lại các sự kiện này nhé. Cô cho các em thời gian để làm. Nào, bạn chuẩn bị làm. Nào, sau khi các em đã hoàn thành xong cái việc sắp xếp của chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra lại đáp án. Nào, cái câu sự kiện đầu tiên, tiếp theo cái cụm từ Alexander Graham Bell đó là gì vậy? Number one, câu đầu tiên sẽ phải là câu D, was born in Scotland. Number two, E, went to live in Canada. Câu thứ ba là gì bạn? Three, A, went to live in the United States. Four, work with people who could neither speak nor hear. Five, C. Nó phải là câu C nha. Walk with Thomas Watson. Number 6 sẽ là câu nào? B. Successfully demonstrated his invention. Và câu cuối cùng là gì? Invented the telephone. Như vậy các bạn đọc lại thì các bạn sẽ dễ nhớ bài hơn qua các sự kiện này. Và các bạn nhớ các bạn cũng vẫn phải chép đáp án và cái statement theo đúng trình tự này vào trong tập của mình nhé. Và các bạn lưu ý, hãy có các bạn nhỏ ngồi học viết bài thì các bạn cũng viết bài giống như bạn ấy nha. Nào, các bạn hãy viết vào tập của mình. Nào, phần bài học của mình đã kết thúc. Chúng ta thông qua cái bài học này, chúng ta có thể ôm lại cái cách sử dụng cái thì và cấu trúc. Ở đây cô chú ý nhắc lại cho các bạn cái cách sử dụng cái thì quá khứ. Thì trong quá trình làm bài tập, cô thấy các bạn có nhiều em bị sai và nhầm lẫn khi các sử dụng chia động từ. Vậy thì quá khứ của mình là gì? Diễn tả hành động hoặc tình huống đã xảy ra trong quá khứ và không còn liên quan tới hiện tại nữa. Và cái công thức của nó các bạn cũng đã học rồi, cô nhắc lại một lần nữa. Đó là khi chúng ta sử dụng quá khứ, chúng ta không cần phân biệt chủ ngữ suất hay số nhiều. Động từ của chúng ta sẽ thêm ed hoặc là ở trong bảng động từ bất quy tắc, ở cột thứ hai trong bảng động từ bất quy tắc. Nếu mà các bạn không thấy bảng động từ bất quy tắc có động từ đó thì chúng ta cứ thêm ed. Còn động từ be quá khứ đó là chúng ta sẽ dùng một trong hai, đó là was hoặc là were.
Trong câu phủ định thì đối với trường hợp phủ định của quá khứ cũng không phân biệt số ít số nhiều. Chúng ta có chủ ngữ cộng didn't cộng verb nguyên thể be infinity hay người ta gọi là infinity cũng được. Thì theo sau đó là verb nguyên mẫu sau didn't. Nếu mà là câu nghi vấn thì các bạn có thể mượn trợ động từ đó là gì? Did và cũng không phân biệt chủ ngữ số ít số nhiều. Did cộng chủ ngữ cộng verb nguyên thể. Và cuối cùng hiển nhiên sẽ là một dấu chấm hỏi. Dấu hiệu để nhận biết thông thường chúng ta sẽ thấy những từ như là yesterday, ago, hoặc last week, last month, last year gì đó. Hoặc là chúng ta có cái thời gian trong quá khứ, ví dụ năm 2020 thì chúng ta có thể nói là in 2020. Cô có một cái ví dụ nhỏ sau đây. Yesterday I go to the supermarket with my mother. Ngày hôm qua tôi đi siêu thị với mẹ của tôi. Go là quá khứ của nó là gì? Các bạn sẽ mau mau ghi vào đó là go ed. Còn các bạn thì ghi là was go. Vậy chúng ta hãy kiểm tra xem có đúng như vậy hay không nha. Không, quá khứ của go ở đây chúng ta dùng từ gì đây? Went. Nhưng mà có một số bạn cứ hãy thấy quá khứ là các bạn cho was trước động từ. Không được nha, chỉ có động từ be chúng ta mới dùng was hoặc were tùy theo chủ ngữ. Cho nên cô có để trên phía trong công thức của mình để lưu ý. Chỉ trường hợp ví dụ là be thì chúng ta mới làm như vậy. Ví dụ cái bảng động từ bất quy tắc cô để phía dưới nè. Trường hợp đầu tiên be, nó là nguyên thể. Nhưng mà khi chúng ta chuyển sang quá khứ thì chúng ta sẽ dùng là was hoặc là were. Còn nếu mà nó quá khứ phân từ thì chúng ta sẽ dùng là been. Cái quá khứ phân từ này chúng ta sẽ được sử dụng trong những bài sau. Nhưng mà bây giờ các em cứ học trước mắt động từ có 3 cột như vậy để chúng ta sẵn học luôn. Để mình áp dụng cho dễ vào những bài sau nhé. Hoặc trường hợp số 2, động từ wreck. Về quá khứ của nó thì các bạn phải đổi là rock. Quá khứ phân từ của nó là broken. Không có bao giờ có quá khứ chữ wreck mà các bạn đổi thành là was wreck. Không có nha. Tương tự trường hợp số 3, ví dụ động từ là do. Quá khứ của do phải đổi thành là did. Quá khứ phân từ của nó là done. Và cũng không có trường hợp quá khứ của do là các bạn ghi là was do. Không có trường hợp đó. Lưu ý các bạn nhớ về học động từ bất quy tắc cho cẩn thận. Và cái phần bài hôm nay cô cũng chú ý nhắc lại trong bài mình mới vừa học. Nó có phần neither với nor đó. Neither với nor là gì đây? Neither Lan nor Ba came to the party. Không có Lan cũng như không có Ba đến bữa tiệc. Tương tự nghĩa của nó có từ both and, có nghĩa là vừa cái này vừa cái kia. Both Lan and Ba didn't come to the party. Không có Lan cũng như không có Ba đến bữa tiệc. Hoặc trường hợp ví dụ thứ hai. Today, I have neither math nor literature. Bằng với nó là today, I don't have both math and literature. Có nghĩa là tôi không có môn toán cũng như không có môn văn vào ngày hôm nay. Như vậy, neither đi với nor có nghĩa là không cái này cũng như không cái kia. Các phần chú ý này các bạn phải ghi lại vào tập đầy đủ và chính xác để chúng ta có thể làm bài chia động từ cho đúng cũng như là viết lại câu không làm thay đổi nghĩa. Nào, các bạn hãy viết vào trong tập mình nha. Sau khi các bạn đã viết vào những cái ngữ pháp cần lưu ý, cô có một cái bài tập nho nhỏ cho chúng ta để làm thử phần trắc nghiệm nho nhỏ để ôm lại bài số 1, Unit 1 của chúng ta. Phần 1 và câu số 2 nó có cái sự lựa chọn như thế này. Câu 1 nó và yêu cầu các bạn hãy tìm cái từ nào có phần gạch dưới, có phần phát âm khác với các từ còn lại. Và phần số 2 là cái phần cũng mới. Các bạn quan sát trong câu nó có gì? Chọn A, B, C, O, D, whose man stretch, cái phần nhấn trọng âm được đặt khác với các từ còn lại. Có nghĩa là các em thấy cái phần phía sau sách giáo khoa nó có phần ghi phiên âm, mà các em thấy trên phía phần phiên âm nó có cái dấu giống như dấu sắc, nó đặt trước cái tổ từ nào thì có nghĩa là mình nhấn trọng âm ở chỗ đó. Phần này nó hơi mới, chúng ta tập làm thử nha. Nào các em làm bài tập đi nha.
Cô cho các bạn thời gian để làm. Nào, stop the time. Chúng ta kết thúc phần làm bài. Chúng ta cùng kiểm tra lại đáp án nha. Nào, câu số 1 nó sẽ là đáp án. Câu số 1, đáp án của chúng ta sẽ là D. Like ở đây âm cuối của mình sẽ đọc là âm S. Còn các từ còn lại chúng ta sẽ đọc là âm this. Câu số 2, đáp án là gì nào? Intention. Intention, những âm thứ hai. Các từ còn lại chúng ta đọc làm sao? Voluntary, rosary, generous. Nó nhấn âm đầu tiên. Như vậy chúng ta có cái từ C là cái từ khác âm với nhấn âm với khác từ còn lại. Number 3, chúng ta sẽ chọn đáp án nào đây? B. Tại sao chọn đáp án B? Vì các bạn lưu ý nếu không có chữ day thì chúng ta sẽ chọn đáp án A. Vì có chữ day chúng ta phải dùng on Christmas day. Number 4, các bạn chọn đáp án nào vậy? A, phải là A. Lý do thế nào? Do you mind if I close the door? Bạn có phiền lòng không? Nếu như tôi đóng cái cửa lại, thì bạn kia sẽ trả lời không, không phiền tí nào cả. Not at all, cứ làm đi. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Number 5. However, however có nghĩa là tuy nhiên. Therefore là vì thế. Tương tự nghĩa với nó. Có từ so cũng gần nghĩa như nhau. Vì thế, vì vậy. Như vậy trong trường hợp này, tuy chúng tôi mỗi người là những người bạn với nhau nhưng mà lại có cái cá tính khác nhau. Như vậy chúng ta phải dùng however. Bao is a classmate, grammar. Bảo là bạn cùng lớp của con đó bà ơi. Như vậy bạn cùng lớp sẽ là be. 7. À, các bạn thấy có cụm từ center. Như vậy chỗ này các bạn nên dùng center of humor. Nó nghĩa là khiếu hài hước, óc khôi hài. Như vậy đáp án sẽ là C. A sẽ là đáp án nào? D. A nó có nghĩa là gây ra. B nó có nghĩa là loại bỏ. C có nghĩa là làm phiền. D là làm ảnh hưởng. Như vậy các hoạt động tình nguyện của Bảo nó không làm ảnh hưởng đến việc học của anh ta. Như vậy đáp án chính xác nhất sẽ là D. Number 9. Chúng ta chọn đáp án nào đây? D. What does he look like? Cô ấy trông có vẻ như thế nào? Cô ta rất là mảnh khảnh nhưng rất là khỏe nha. Như vậy để diễn tả cái diện mạo của bạn nào đó thì chúng ta dùng what does he look like. Câu cuối cùng nó là gì? C. Mặt trăng đi vòng quanh, quay vòng quanh trái đất. Cái sự việc này là hiển nhiên cho nên chúng ta phải dùng hiện tại đơn. Mà hiện tại đơn, chủ ngữ của mình số nhiều thì động từ sẽ để nguyên. Chủ ngữ số ít thì chúng ta phải thêm S. Mặt trăng chỉ có một cho nên động từ move phải thêm S. Vì vậy cho nên chúng ta phải chọn là C. Các bạn hãy sửa lại vào trong tập của mình. Bài tập tiếp theo của chúng ta đó là word form. Cái phần word form này ở các lớp 6, 7 các bạn làm bài tập rất là đơn giản. Nhưng riêng lớp 8 bài tập khá là khó vì lý do nó có nhiều từ vựng hơn. Các bạn phải làm nhiều dạng hơn. Nào là động từ, danh từ, tính từ, trạng từ. Bài tập đơn giản này cô chỉ lấy đơn giản là vì cô dựa vào bài đầu tiên của mình học Unit 1 và một số câu ở Unit 2 để chúng ta lập thành thói quen. Hôm sau thì cô sẽ hướng dẫn cái cách nhìn như thế nào cho nó dễ trong cái việc làm word form nha. Ví dụ câu số 1. Các bạn có chữ lịch, nó là danh từ. Thì trong đầu bạn phải hình dung ra cái từ của nó có những cái từ nào nữa mà liên quan. Ví dụ như lucky là tính từ, luckily là trạng từ. Còn nếu như là trái nghĩa với nó thì các em chỉ cần thêm đằng trước với nó là un mà thôi. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng một trong những từ đó. Vậy làm sao mình biết? Mình phải nhìn tổng thể cả câu của nó rồi mình hãy quyết định xem nó là cái gì. Tương tự câu số 2,
Sociably nó là trạng từ, gần gũi, dễ nhìn, dễ ưa, dễ mến. Thì tính từ của nó là sociable. Như vậy chúng ta hãy xem mình làm từ nào trong phần câu này. Câu số 3, mình nhìn vào từ nào. Voluntarily nó là trạng từ. Vậy nó có tính từ là voluntary hoặc là volunteer. Mà volunteer thì nó vừa động từ vừa danh từ nữa. Vậy mình xem coi nó là cái gì ha. Librarian là người thủ thư, thì liên quan với từ này có library là thư viện. Number 5 thì có humorous. Thì các bạn quan sát có thấy chữ humorous gốc của từ nó là gì? Humor là danh từ, humorous là tính từ và humorously là trạng từ. Number 6, appear là động từ, xuất hiện, trái nghĩa với nó có disappear là biến mất. Danh từ của chữ appear là appearance, là sự xuất hiện hay là diện mạo. Trái nghĩa với nó là disappearance. Như vậy mình phải dịch nghĩa của toàn bộ câu thì mình phải quyết định chọn từ nào. Câu số 7, demonstration, mình mới vừa học. Nó có động từ là demonstrate. Chúng ta tìm hiểu câu này nha. Câu số 8, có exit, mình mới vừa học luôn. Câu số 9, nó có chữ bear. Bear vừa là động từ, vừa là danh từ. Danh từ nó có nghĩa là con gấu. Còn nếu em tra trong bảng động từ bất quy tắc thì bear có nghĩa là được sinh đẻ ra. Nó có 3 cột. Các bạn nghiên cứu xem 3 cột đó là gì. Number 10, orphanage. Nó có cái từ nữa là orphaned. Như vậy các em sẽ dùng nó như thế nào? Các bạn hãy làm thử nha. Cô cho các bạn thời gian để làm. Nào, vì chúng ta học trên đây cho nên cô không để quá nhiều thời gian được. Chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra lại đáp án nha. Câu số 1, chúng ta phải dùng lucky. Tôi đủ may mắn để có rất nhiều bạn. Như vậy đủ may mắn này, chữ may mắn này nó bổ nghĩa cho chữ am. Và am là động từ to be, cho nên để bổ nghĩa cho be chúng ta hãy dùng tính từ. Các bạn gạch dưới chữ am nha. Sociable, ở đây phải dùng sociable là sao? Bob, bao là Bob là một học sinh gần dễ gần gũi nhất. Như vậy chỗ này gần gũi dễ mến nhất thì chỗ này chúng ta phải dùng tính từ để bổ nghĩa cho danh từ student. Vì vậy cho nên các em hãy gạch dưới chữ student để mình biết nó được bổ nghĩa cho danh từ. Tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Câu số 3 nó là gì? Volunteer, hoặc các em có thể dùng voluntary cũng được. Vì có chữ work, các bạn quan sát nè. Anh ấy dành nhiều thời gian rảnh rỗi của mình để làm công việc tình nguyện, công việc thiện nguyện. Thì cái tình nguyện này nó bổ nghĩa cho cái danh từ work đằng sau. Để bổ nghĩa cho danh từ, chúng ta dùng tính từ. Về tính từ của nó, cô mới vừa giới thiệu. Volunteer work, công việc tình nguyện. Number 4. Ở đây là gì? Henry thích thanh bình và yên tĩnh ở một cái thư viện địa phương. Như vậy thư viện phải là library. Như vậy các bạn phải dịch ra, chúng ta mới biết được nên chọn từ nào nha. Number 5. Humor. Ở đây các em thấy hồi nãy cô mới giới thiệu cho mình sense of humor là cái cụm từ. Ốc khôi hài, khiếu khôi hài. Mà các bạn cũng lưu ý các sense of, đó là giới từ, sao giới từ, các bạn phải dùng danh từ, các bạn gạch dưới chữ of. Câu số 6 nó là gì? The singers, phẩy S ở đây có thể hiểu là is, cũng có thể hiểu ngầm là từ sở hữu. Như vậy mình nhìn ra đằng sau nè, was eight of eight, ở lứa tuổi thứ 8, như vậy ca sĩ xuất hiện ở lứa tuổi thứ 8, như vậy các bạn lưu ý trong câu tiếng Anh có động từ to be, ở đây là was thì đằng trước nó luôn luôn là một cụm danh từ để làm chủ ngữ. Vậy chỗ phẩy S chỗ này chúng ta không thể là động từ được, như vậy chỉ có từ sở hữu mà thôi. Như vậy sau từ sở hữu thì chúng ta phải dùng danh từ. Vậy danh từ của appear sẽ là appearance. Như vậy là việc xuất hiện đầu tiên trước cộng đồng của ca sĩ là ở lứa tuổi 8, lên 8.
Câu số 7 các bạn đã làm được không? Nãy giờ mình đã đọc nghe nhiều lần rồi. Đúng rồi, nó phải dùng động từ là demonstrate. Mà khi các bạn xác định nó là động từ thì các bạn lưu ý mình phải chia thì hay thể hoặc dạng của nó. Ở đây các bạn phải thêm ed. Lý do là công việc này ông ấy đã làm rồi. Ông ấy đã giới thiệu các phát minh của mình đến với cộng đồng rất nhiều cái cuộc triển lãm. Như vậy chúng ta bắt buộc phải dùng là demonstrated. Tương tự câu số 8 đó là gì? Assistant. Đúng rồi. Người phụ tá của ông Bell đó là ông Thomas Watson. Như vậy người phụ tá là assistant. Number 9. Ở đây các bạn phải dùng burn. Hồi nãy cô có giới thiệu cho các bạn. Were born, be born là gốc cái từ, nó có nghĩa là được sinh ra. Như vậy ông ấy được sinh ra ở Edinburgh. Chúng ta phải dùng born, bị động. Sau này chúng ta sẽ học phần này ở bài sau. Câu số 10 là gì bạn? Often, anh ấy là một trẻ mồ côi. Chứ chúng ta không thể nói anh ấy là trại mồ côi được. Vậy chúng ta phải dịch nghĩa anh ấy là một người trẻ mồ côi, như vậy một con người thể dùng danh từ, và anh ấy sống với lại cậu của anh ấy. Nào, như vậy các bạn đã hiểu được cái phần làm một form nào chưa? Chúng ta hãy viết vào trong tập cẩn thận từng câu một nhé, và lưu ý những cái chỗ nào chúng ta sai thì chúng ta đánh dấu vào để chúng ta có kinh nghiệm trong làm bài một form nha. Nào, các bạn hãy viết vào bài của mình nha. Học hôm nay của mình đã kết thúc. Việc làm của các bạn về nhà đó là gì đây? Learn by heart new word and past tense. Các bạn hãy học từ vựng cũng như học kỹ lại cái cách sử dụng của thì quá khứ và cái cấu trúc câu mà chúng ta gặp trong bài hôm nay. Và hãy viết bài của mình vô tập đầy đủ và cẩn thận và chuẩn bị cho cô cái phần language focus unit 2 nha. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em lần sau. Bye. See you soon.